Chán quá. Vụ trao đổi xi măng ấy, anh cứ giữ nguyên hiện trường rồi báo lại cho em. Thì có phải là có bằng chứng không? Đúng là vụ đấy tôi cũng hơi sơ suất. Tôi chỉ thấy là không đúng chủng loại nên tôi bắt đổi thôi. Lần sau ấy, anh cứ giữ nguyên hiện trường hoặc ghi lại bằng chứng cho em nhé. Mà bọn này bây giờ lộng hành thật đấy. Anh này, chiều nay có xe vật liệu mới về, anh để ý giúp em nhé. Ừ, để tôi để ý cho, cứ yên tâm. Dũng à, em qua ngay khu C3 nhé. À, mày quay cái gì hay? Tao đã có bằng chứng chúng mày ăn cắp vật liệu. Thì làm sao? Đưa điện thoại đi! Bỏ tay ra! Mày làm cái gì đấy? Bỏ ra! Làm cái gì đấy? Chó! Bỏ ra! Thế cậu! Buông ra! Buông ra! Hiếu! Mày thấy nhá! Mày đánh tao hả? Không đánh nhau đâu! Thôi! Mày làm cái gì? Hả? Thôi! Thôi! Tất cả xuống đây! Cậu Hùng! Đi cùng tôi về ban chỉ huy công trường! Anh sao không? Anh không sao. Đau à? Không anh ạ, Bộ Tư. Sao mà dại dột thế? Lao vào đánh chúng nó. Anh đã gọi điện cho anh Dũng rồi mà. Lúc ấy em chẳng nghĩ được gì. Thấy anh bị quây, em vào luôn. Lần sau là phải rút kinh nghiệm đấy. Dùng đến chân tay là hạ sách. Vâng. Mà thằng ấy bị bắt quả tang, chắc là sẽ bị đuổi việc. Nó sẽ cay anh lắm đấy. Kiểu gì cũng tìm cách trả thù. Anh phải cẩn thận nhé. Nó chắc không dám làm gì đâu. Anh đừng chủ quan. Em sợ nó cắn trộm anh ấy. Anh là anh lo cho mày. Ở đấy đêm hôm anh không yên tâm. Thôi lát nữa ăn xong anh sẽ chở mày qua công trình lấy đồ đạc. Đêm nay về nhà anh ngủ. Nhưng mà em... Không nhưng gì nữa. Anh đã quyết rồi. Ở trên này có 3 anh em thôi. Phải lo cho nhau chứ. Anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra khiến bố phải lo lắng cả. Vâng. Cho em thử ạ.